nó là con quay xong chưa. Nó nói, ủa có gì không mẹ? Nó cũng con coi vô bệnh viện với Thảo đi, có nhiều chuyện trong đây lắm. Tao nói là mồ hôi cha mồ hôi mẹ là đổ rồi, không biết là chuyện gì. Thì mình tức tốc mình nói là xin phép chú Sâm với chú Học Sâm đạo diễn là nói là con không quay được nữa chú, bây giờ trong gia đình con ở trong bệnh viện vợ con không biết có chuyện gì mà mẹ con vẫn không giữ được bình tĩnh. Thì anh chạy vô phòng thì cặp bên này ngồi với con, còn bên này thì ba mẹ anh ngồi đó khóc, rồi vợ anh ngồi khóc quá trời mà mình không thấy con. Không có gì xảy ra. Hai anh chị gặp nhau sao, quá trình cưa cẩm á nó có cái chiêu gì đặc biệt không? Trường hợp của anh với chị là đóng chung một cái phim. Đóng chung một phim thì cái thời gian mà quay phim là khoảng độ 3 tháng rưỡi. Thì trong cái phim đó là anh đóng vai người yêu của chị luôn. Người ta thường hay nói cái câu là phim giả tình thật á. Xong cái bộ phim đó là chính thức là đi đến kết hôn là thời gian chỉ 6 tháng. Nói chung là giữa anh với chị lúc đó là cái cảm giác anh cảm giác là duyên nợ với nhau á. Thấy xa là nhớ, nói chung là chịu không có nổi, anh mới là người chủ động, anh ngỏ lời. Thì khi mà là hai vợ chồng về với nhau rồi đó, là mình có xác định á là mình sẽ xây dựng một gia đình với lại là kinh tế ổn định trước, rồi sau đó là mình mới lên kế hoạch là có con, hay là trời cho là mình lấy? Cái trường hợp của anh là trời cho là anh lấy á. Là sau khi mà kết hôn là khoảng 2 tháng sau là chị dính bầu. Trường hợp mà chị mang bầu á, anh còn không biết nữa mà. Trong một lúc tình cờ đi quay cái phim đó, anh nhớ là năm 2012 á, là cái phim Biệt Đội Hy Vọng, là quay chung với diễn viên Thành Đạt á. Lúc đó thì vợ của Đạt cũng có mang thai, thì chị mới đi quay chung với anh, thì đi chơi chung với đoàn á. Thì vô mới vừa ăn sáng xong vô cái bà ọe, bà ối. Cái thằng Đạt nó đứng nó nói là, nó nói nè, tôi nói bạn nghe, nhìn cái trường hợp này là tôi biết chắc chắn 100% là dính trưởng. Các đi trước đúng rồi, thấy được. Mình mới nói là mà hay quá, sao nhiều khi ăn khó tiêu hay là trúng thực này nọ sao. Qua ngày hôm sau chị mới quyết định chị đi mua que chị thử, thì thử dính. Thì anh đi quay về ba nói hết hồn em, mừng. Cái nói ủa sao về là bánh trúng hay sao mà mới hai tháng là dính liền. Như trai với lại Tân biết là con so con đầu lòng á, thì anh rất là kỹ. Khi mà cái trường hợp mà biết chị mang thai rồi á, là chị vẫn đi hoạt động nghệ thuật bình thường. Là đến tháng thứ tư á, là anh nói là nhiều khi cái công việc của mình là diễn viên rồi tham gia những cái phim mà đi đứng chạy thức nhảy khuya. Đó, thức khuya mới ghê nhất, sẽ ảnh hưởng. Cho nên là anh mới cố gắng anh thuyết phục để mà chị chấp nhận chị lui về hậu cung và không tham gia phim hay là kịch này nọ, là bỏ hết luôn á. Nhưng mà ở đây anh cũng rất là thương chị, mà sau cái thời gian mà mang thai 9 tháng 10 ngày rồi đến lúc mà sinh em bé xong, thì anh có nói là thôi bây giờ con còn nhỏ đó, ráng chăm con, thì chăm xong rồi mình sẽ quay trở lại nghề. Nhưng mà em cũng biết cái nghệ thuật nó khắc nghiệt rồi. Khi mà em đã nghỉ một thời gian rồi bây giờ em quay lại nó không còn được giống như là con số 2, con số 3 mà mình đi tiếp nữa. Nó bắt đầu từ con số 0. Mà giờ hỏi em đi làm nghệ thuật mà từ con số 0 thì nó vất vả cỡ chừng nào. Cho nên là anh mới nói là thôi nếu bây giờ mà cảm thấy khó khăn quá thì vợ cứ yên tâm nội trợ ở nhà, còn lại tất cả mọi chuyện trong gia đình kinh tế này nọ để chồng lo hết. Đó là một cái gánh nặng dù mình không nói ra nhưng mà là nó cũng to lớn và nặng nề lắm chứ không có đùa đâu. Thì trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ á, chỉ có ăn những cái món nào mà trước giờ chưa bao giờ nghe không? Ừ. Vợ anh thèm ốc. Nhưng mà trong cái giai đoạn mang thai á, là không có kêu anh mua ốc cho ăn. Em biết kêu mua cái loại bánh mà cái bánh nó tên gì quên rồi ta, cái bánh có miếng bông lan rồi miếng da lợn xanh xanh ở trên á. Anh Phú Sĩ. À, anh Phú Sĩ đó là anh phải đi Nhật mua đúng không? Không, ở Việt Nam mình bán đầy. Đó là về đến nhà anh quay về đến nhà 11 giờ rưỡi. Nó là giờ thèm cái bánh đó. Đóng cửa rồi mà. Tự mà đập đầu hết hả? Ừ. Nó bây giờ mua ở đâu bây giờ? Mấy tiệm tạp hóa mà còn mở cửa, anh vô anh mua bánh bông lan. Anh vô anh mua bánh bông lan thôi, anh về nói là bây giờ để bánh bông lan nè,
nói không, vợ thèm cái loại kia, nó vợ phải biết là cái loại kia nó cũng có bánh bông lan, thì cái này có bánh bông lan, tưởng tượng như cái trái nho này nè, vừa cái da lợn ở trên đó mình ăn đi. Nhưng mà bà được nghe, bà cũng không làm khó. Chứ giờ hỏi em là có bầu thèm độc địa gì mà giờ đó mình kiếm đâu ra cái loại bánh đó, bánh bông lan mà bánh bông lan loại ăn liền đó em. Rồi về ăn rồi thiệt sự bà nhấp vô miếng mà cũng bỏ à. Chưa nha, cái thời gian mà mang bầu á là một ngày á, anh đắp cho vợ anh phải 3 ly sữa. Giờ anh ép uống sữa là không bỏ cử nào luôn. Chị lên 2 mấy ký. Ủa nhưng mà có thực sự là cần thiết là phải ép uống sữa bầu như vậy không? Không phải là mình ép, nhưng mà mình theo mình tìm hiểu là uống, có nói cái câu mà uống sữa là sẽ tốt cho con mình sau này á, là khi mà sinh ra nó sẽ thông minh nhờ sữa nọ. Từ đó là trời ơi, mua sữa đâu có rẻ đâu em. Đúng, mua sữa liên tù tì, một ngày là 3 cử. Uống mà thí dụ như uống mà lỡ ói ra anh pha ly khác uống thì phải ngày là 3 cử. Anh nhớ là đến tháng thứ 7 á là vô bệnh viện khám, bác sĩ cũng chửi không còn cái gì. Chứ là nghĩ sao mà cho vợ bồi bổ cho cố vô rồi hả, lên cân quá nhiều, mà trong khi đó là đo ra là đứa bé khoảng được 3 ký, vợ lên 20 mấy ký á. Còn ăn á thì là thí dụ như là vô bún bò thèm kêu tô trung bình không kêu, kêu tô lớn thì mình thì cái sức mình á, mình cũng ăn tô lớn được, thì mình mới nói à, phần này của vợ rồi, phần này của chồng, thì mình kêu cái này tô lớn ra quất cho 4 đôi đũa rồi để nguyên tô bỏ mang cội. Là anh ăn 2 tô, anh lên mấy ký? Anh lên gần 10 ký. Anh lên gần 10 ký. Ta nói là hả, đi đoàn phim nó quở, nó nói trời sao bây giờ lên cân dữ vậy. Nó nói là vợ mang bầu cho nên là mình bị lên cân. Hỏi lên cân nghĩa là ăn đồ ăn thừa của vợ, bà bỏ thì mang tội. Mà lúc đó cũng hên sao mà anh đi những cái dạng vai giống như là đại ca hay xã hội đen này nọ, cho nên là cái ngoại hình nó hợp. Chị dễ sinh không? Không biết dễ sinh hay không, chứ hỏi những cái ông bà cha mẹ mà đi trước á, người ta nói là cái ngày trước cái ngày mà dự sinh á, ví dụ như ngày mốt là vợ con sinh thì tối hôm đó là con nên đưa vợ con đi tiểu bậy. Trai với Tân chưa nghe chuyện đó mà, đúng không? Chưa hề luôn. Không biết luôn. Anh trải nghiệm rồi. Hỏi em bây giờ ở khu, ở nhà mình mà muốn đi tiểu bậy thì sao? Bây giờ nhà ở Sài Gòn san sát nhau à. Mà bây giờ chỉ có những mà ông mà xỉn sai mà không thấy cái gì mà không còn đường mắc cỡ thì chịu không nổi thì mình mới tiểu bậy. Anh chở vợ đi tiểu bậy luôn hả? Anh dẫn bả đúng 12 giờ đêm. Nó nói là canh sớm ngủ hết. Rồi mình mới vô mình đưa bả cái khẩu trang. Má hỏi là cái gì vậy? Nó nói vậy, cầm cái khẩu trang này hai vợ chồng mình cùng đeo. Cầm cái khẩu trang này hai vợ chồng mình cùng đeo. Đi ra sớm thấy chỗ đó vắng, cái nói là bây giờ là ngày mốt giờ xanh rồi, cho nên là hôm nay chồng dẫn vợ đi theo cái cách của dân gian, nó là tiểu bậy là dễ sanh. Rồi không có tiểu kỳ cục vậy à, kỳ vậy đó chứ chồng cũng kỳ vậy. Giờ mình để đeo khẩu trang mình canh, thì cuối cùng là vì con, vì cái chuyện mà sanh mà mình cứ thử làm đi, biết đâu là đúng như người ta nói thì sao. Thì em biết á, qua sáng hôm sau đúng 7 giờ sáng anh đang ngủ rồi nè, bà gọi chồng vậy anh quán mà anh mở mắt ra em biết hả, nó xà nước ói á, bể nước ói á, anh trợn trắng mắt. Nghe nó trời, lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy á. Rồi nói bây giờ vợ con không biết sao, nó đi cấp cứu liền chứ sao. Em biết vô từ 7 giờ sáng, 7 giờ rưỡi nhập viện xong rồi điền hồ sơ nè, đóng tiền này nọ vô để đưa lên cái phòng mà ta gọi là cho mấy bà đẻ mà đau quá đó. Vô anh bị chửi nữa, lúc này là bụng thề lê nè, mình mới xoa bụng mình nói con ngoan nha, ráng à. Ráng ra. Ê, xoa không được đâu. Bà y tá bà lại chửi, nó nghĩ sao vậy? Trời ơi, làm cha làm mẹ mà tự nhiên đi vô đây, vợ chuẩn bị đẻ mà xoa vậy này. Ủa là sao con không hiểu nữa. Kiên kỳ hả ta? Quấn cổ, là cái dây rốn quấn cổ á. Đưa lên phòng đó, mẹ vợ anh á điểm một câu vô tay là trước một tuần, nói là sau này á mà vợ con mà có vô sanh á, vợ con có đau cỡ nào cũng không bao giờ được vô đồng ý chích cho cái mũi thuốc 1 triệu mấy để giảm đau mà nó ảnh hưởng đến cột sống nè. Em biết vô mà bấu anh mà bầm tím tay luôn. Mình mới ráng rồi nó thôi vợ ráng đi, chồng hiểu cái cảm giác này mà, nói chồng làm sao mà hiểu được. Bấu kìa nè, mình mới đứng rồi mình chịu thôi chứ giờ sao. Bây giờ không thể nào nữa, bây giờ kêu y tá vô là để chích cho cái mũi thuốc mà gây tê bằng cứng. Gây tê, đúng rồi.
anh mới nói là không có được. Nói trời, giờ thấy vợ đau vậy chẳng lẽ tiếc tiền 1,000,000 nó. Ở đây không phải là tiếc, nhưng mà mẹ đã dặn như vậy rồi, là không chích. Chích là cỡ nào vô phòng mổ là cũng đau đẻ mà, nó còn đau hơn vậy nữa. Tưởng sao bà chịu không nổi mà mặt mày tái mét hết trơn. Là anh phải bấm bụng anh ra kỹ luôn rồi chích. Chích thì lúc đó mẹ vợ mới vô hỏi vợ con sao. Mẹ cũng rối, nói giờ vợ con đau quá, chổng nói vừa mới con mới vừa ký rồi chích bữa. Trời ơi, đã dặn rồi là không được ký. Nói giờ con đứng cửa giữa, vợ con đau quá con chịu không nổi luôn, bắt buộc phải chích. Từ 7:30 mà chị lên cái phòng đó, sau khi mà chích á, anh chờ em biết đến mấy giờ? 9:00 tối. Chưa sanh được luôn. 9:00 tối anh không tin luôn á, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn. Đến lúc mà anh nhớ là bạn của Thảo á, là hộ lý trọng á, đưa vô phòng sanh rồi, nhắn tin ra: chúc mừng Danh nha, Thảo nở được 9 phân rồi, sanh thường. Trời ơi, mình mới lại trời, nó cho vợ con sanh tốt, mẹ tròn con vuông. Thì mình mới bắt đầu mình coi cái bảng mà chạy chữ là chúc trời mừng trời. Tên con, tên vợ vậy đó. Nói sao nhắn 9 giờ mà 9 phân rồi, mà giờ 9:10 không có tên gì hết. Nhắn tin cũng hiện lên, đọc vô nó: Danh ơi, vô ký cái đơn cho Thảo mổ, giờ con không ra nổi. Trời ơi. Em biết là hả, hai cái trạng thái mà nó đến với anh liên tục á. Tôi mà biết mổ vậy á, sáng vô là 7:30 đưa lên phòng mổ, mổ liền luôn. Cái hậu lý mới kêu là người nhà của Ly Thảo là ai, mới vô nhận con mà nói là mình coi vô, mình vô mình coi coi giống ai. Giống như cắt nguyên cái mặt mẹ nó mà để nó nằm vậy đó, y chang với mẹ nó, là nhìn là biết là con của mình chắc chắn. Ở một cái khía cạnh nào đó thì là mình nên hạn chế bớt những cái vấn đề là mình sẽ nghe về dân gian nhiều á. Sẽ có những cái mà mình đúng, tại vì là nó mình làm cũng không mất mát gì. Nhiều cái rất là hay và có nhiều cái thì nó cũng kỳ lắm anh luôn. Trời, thậm chí á là lấy cứt so đó, phân so trét trét môi cho em thấy cái gì vậy, tại sao lại là để cho sau này nó đừng có bị lở loét môi. Trời ơi, cái đó mà trét vô là nó còn bệnh hơn nữa. Nhưng mà người lớn lại quả quyết là vậy là đúng. Cho nên là trai cũng mong rằng là các bạn đang theo dõi chương trình á, khi mà là lắng nghe câu chuyện của những ông bố chúng tôi chia sẻ, thì hãy lựa chọn ra những cái phương án nào mà mình cảm thấy là phù hợp nhất đối với cái hoàn cảnh sống cũng như là cái môi trường sống, và quan trọng hơn hết là phù hợp với lại vợ của mình. Vậy thì cái quá trình mà là anh chăm sóc con á là có khó khăn không? Thiệt sự là lần đầu tiên mà làm ba làm mẹ có nhiều cái nó bỡ ngỡ mà anh không biết được luôn. Cái kỷ niệm này là phải gọi là cái kỷ niệm lần đầu tiên làm ba của anh, hoàn toàn không có kiến thức gì hết. Lúc đó mình đang đi quay thì vợ đang nằm viện, mà trong cái thời gian mà 3 ngày mà sau khi sinh á thì đang di chuyển bối cảnh, chuẩn bị qua bối cảnh khác quay, cái mẹ của anh, mẹ ruột của anh mới gọi mà giọng mới rưng rưng. Nó là: con quay xong chưa? Nó nói: ủa có gì không mẹ? Nó cũng: con coi vô bệnh viện với Thảo đi, có nhiều chuyện trong đây lắm. Tao nói là mồ hôi cha mồ hôi mẹ là đổ rồi, không biết là chuyện gì. Thì mình tức tốc mình nói là xin phép chú Sâm với chú Học Sâm đạo diễn, là nó là con không quay được nữa chú, bây giờ trong gia đình con, trong bệnh viện vợ con không biết có chuyện gì mà mẹ con bản không giữ được bình tĩnh. Thì anh chạy vô phòng, thì cặp bên này ngồi với con, còn bên này thì ba mẹ anh ngồi đó khóc, rồi vợ anh ngồi khóc quá trời mà mình không thấy con. Không có gì xảy ra. Anh nói không biết chuyện gì xảy ra, nói chết rồi. Là lúc đó anh muốn bung mà anh ứa nước mắt theo rồi. Ráng hít hơi thở sâu, hỏi có chuyện gì từ từ nói. Cái vợ anh mới ôm anh vô lòng, nói là vợ tệ quá, vợ không xứng đáng làm mẹ. Là mình đó, mình suy nghĩ theo cái hướng ráng đó, ủa là con mình bị cái gì rồi? Cứ nghĩa là sao vợ từ từ mới sanh xong, đừng có lên cơn hay là giận dữ hoặc là xúc động quá, có chuyện gì. Mẹ mới khóc, nói con ơi, thằng heo nó bị da vàng á, cho nên là bác sĩ cách ly. Thì mình mới không biết, cái mình bắt đầu mình ra phòng giống như phim vậy. Có nghĩa là sao? Tại vì có gia đình thương quá, cháu nội đứa con nữa. Trời ra cái bắt đầu anh đứng trong phòng giống như phim, ta nói như phim rồi đứng khóc.
trời ơi, không, cái này mà làm phim đây là một con mình mà nó có tội tình gì đâu mà sao không nói vậy. Thì cái ông chồng mà trong phòng á, ông mới ra ông khều, mình đang bức xúc, khều cái gì, buồn quá. Ông Danh nói này, vấn đề bệnh da vàng nó là vấn đề bình thường lắm, không có gì hết. Đó anh không biết da vàng là như thế nào luôn. Anh không biết luôn. Nó là trời ơi, mà sao mà da của mình bình thường mà da vàng là sao? Nó em bây giờ em lên Google em sạch đi, da vàng là mình chỉ ở ở trong bệnh viện, đúng rồi. Thêm soi đèn, soi đèn. Còn nếu như mà là không có muốn soi đèn thì là mình có thể đưa bé đi phơi nắng. Đúng rồi. Thì mình mới xuống là canh cái giờ 4 giờ mấy là xuống đưa sữa, là một người xuống đứng canh. Mình thấy trời tội nghiệp quá, mà bây giờ con mình tự nhiên mình phải nằm một trong cái ô vậy rồi soi đèn rồi nó. Cái mới hỏi chị y tá nói, chị ơi cái trường hợp con em vậy là sao? Nói anh không thấy một đống trường hợp giống như con anh hả? Trời, tính ra câu chuyện của anh dễ cảm động ha, mà nhìn nó cười dễ sợ cười luôn ha. Ông bố không biết gì vô khóc theo nữa, trời ơi tay sao. Chứ giờ hỏi em cái trường hợp đó mà đi, mình đang ở ở ngoài mình làm việc mà mẹ gọi vậy là mình tưởng là con mình có vấn đề. Đúng gì rồi, tâm lý là vậy rồi. Vô nó da vàng mình cũng không biết. Ví dụ mà anh biết cái da vàng nó còn đỡ thì đó, anh không biết nữa nó mới đau. Còn bà ngoại á, là bà ngoại là biết cái bệnh đó, nhưng mà bà ngoại mẹ vợ anh nói một câu đơn giản lắm, nói mẹ biết cái bệnh nó không có gì hết, nhưng mà gia đình con với vợ con làm quá thôi, mẹ cứ để cho thỏa cảm xúc, cho thỏa cảm xúc, cho thỏa cảm xúc, cho thỏa cảm xúc. Chứ mẹ vợ anh là biết nói cái vấn đề da vàng là bảo đảm tụi em cười. Khi mà lên chương trình này rồi là chắc chắn, anh nói chắc chắn sẽ có những ông bố có những trường hợp giống như anh. Nhờ anh mà em mới biết da vàng thế nào, em cũng không biết da vàng là cái gì luôn, em thề luôn á. Xuất sắc nhất ở đây á là má vợ của anh Danh. Xuất sắc nhất đó, trời ơi. À, cảm xúc của người ta cứ để người ta cảm thì xúc đúng rồi. Nhưng mà thằng nhỏ anh á, ngoài cái chuyện da vàng, cái chuyện ở bệnh viện bình thường rồi, có một cái nữa là từ lúc sanh ra là vợ anh không có sữa. Con anh không bú mẹ. Từ mình lúc mà sanh ra là bú sữa ngoài không. Thì em nghĩ đi, cái tiền mà bú sữa ngoài nữa thì nó đội lên bao nhiêu nữa. Là đổi sữa rồi không hấp thu dinh dưỡng trong quá trình nuôi đó, rồi bị trào ngược, bú là ói, bú là ói. Rồi cái vấn đề mà sau 1 tuổi, 2 tuổi là anh đưa nó đi mà chữa cái mà suy dinh dưỡng, biết bao nhiêu tiền. Cứ một lần lại bác sĩ, nghe bác sĩ dinh dưỡng là khám tốt nè, lần lại sờ một cái, bóc cho dài viên thuốc 700, 800, có chỗ mắc hơn triệu mấy mà làm liên tục hàng tuần. Có rất là nhiều con người nói chuyện là không ý không tứ. Ví dụ như là con anh đồng trang lứa với thằng bé này, nhưng mà tại sao thằng bé này nó dễ hấp thụ quá, cho nên là nó trời, tròn. Cái này tròn. Em hiểu. Em biết lại nói nuôi con sao mà cứ để cho con ốm nhơm ốm nhách, trong khi ba mẹ to con. Nó nói cha mẹ nào muốn, tất cả cái gì mình cũng muốn con mình tốt hết, quan trọng nó không hấp thụ được thì biết làm sao giờ. Ở cái trường hợp của anh Danh á, thì là em thấy và là em hiểu được những cái khó khăn mà anh chị đã vượt qua, nhưng mà là quan trọng ở thời điểm hiện tại bây giờ nè, mọi thứ nó đã qua rồi. Đúng rồi, nó qua và nó đã dần đi vào guồng rồi, cho nên là đó chính là những cái cảm xúc, những cái câu chuyện mà mình chia sẻ ra đây, và nó cũng gần như là một cái bài học để mà là cho các bạn khán giả đang lắng nghe câu chuyện của anh Danh chia sẻ là sẽ có thêm những kinh nghiệm trong cái quá trình mà là chăm sóc dạ bầu cũng như là nuôi nấng con của mình như thế nào. Bây giờ nè, tới một cái phần đa phần là các ông chồng đều sợ, đó chính là vợ tôi vô số tội. Cái tính cách mà trước khi sanh bà đã có tính này rồi, tức nghĩa là hay quên, mà sau khi sanh anh nói là còn quên gấp trăm ngàn lần như vậy nữa. Quên em biết, về đến nhà để nguyên chìa khóa không tắt máy đi vô luôn em. Đi vô luôn á, đi vô làm cơm làm nước này nọ xong rồi ăn cơm luôn. Anh đâu có để ý đâu, anh ra nói ủa sao xe gì còn nguyên luôn vậy. Mà không bị ăn trộm ăn cướp nha. Anh nói là có ngày mất xe chết luôn. Mình mới nói vô, mình nói tại sao mà đi có cái xe, cái động tác cơ bản nhất là mình tắt máy, mà tại sao không tắt? Cái đó thì quên là gì dữ vậy. Em biết có trường hợp á, vô quên bật lên lấy cốp đồ để nguyên luôn, không đóng cốp luôn. Sau này đến mức mà anh sợ quá là anh bỏ vô cái bóp của anh là giấy tờ xe của bả. Tôi nghĩ là mỗi lần bả chạy xe là bả không có giấy tờ luôn. Tại vì sao? Nó nói không có giấy tờ thà công an hay gì gọi mình tới mình trình bày. Chứ còn vợ em là bị tật hay quên. Phụ nữ là chỉ có một chung một điểm anh khẳng định luôn là cái tính càm ràm. Nhưng mà quan trọng là càm ràm cái gì? Em á là bị vợ em càm ràm là em rất là bày bừa. Em rất là bày bừa luôn, thiệt.
Tôi gian bạn nhiên và dài là mình về mình tấn vô một góc cái gì. Đúng rồi, à, em vậy á. Anh là không phải tấn vô một góc cầu thang nhà, là anh đi nguyên một dọc lên luôn. Còn em về là dài quăng đây cái áo lại đây. Mà được cái là thằng con anh á thì cái mặt nó y chang như mẹ, mà cái tính nó y chang anh, về nó chơi cũng y chang vậy luôn. Sao bảo nó sao bảo quạo. Quạo. Trời ơi, một thằng đã đó đã đủ rồi, bây giờ thêm thằng nữa. Bản thân anh thấy ở thời điểm hiện tại bây giờ là anh có những cái điểm gì mà là mình cần phải khắc phục? Mình thích giỡn nhây. Cái giỡn nhây là cái cũng chuyện rất bình thường, tại mình giỡn vui vẻ mà. Đúng rồi, nhưng mà cái trường hợp người ta không vui vẻ mình giỡn nhây. À, có nghĩa là người ta không vui nhưng mình giỡn giỡn không? Đúng rồi, mình giỡn nhây, nhây đúng cho rồi. Cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn nhưng mà hay vậy đó. Đúng tươi. Wow, đúng rồi. Mà anh á thì thí dụ như hai vợ chồng mà có gây lộn gì á thì anh cũng phải là nói cho ra cái chuyện đó chứ không để ghim lòng. Còn bà là bà khác. Bà mỗi lần bà giận, bà nóng tính là chuyện đó xong là bà im. Im mà không nói nữa là bà để cho nguôi giận qua ngày hôm sau nói, còn anh không. Ngồi dậy nói cho bằng được cái chuyện này là như thế nào. Mà anh mà nóng tính chùm luôn. Mỗi lần mà có chuyện gì để bức xúc mình phải nói. Nói cho xong hết mọi chuyện. Anh có chia sẻ là anh nóng tính lắm. Đúng rồi. Có lúc là anh không có kiềm chế được, có bao giờ anh làm chuyện gì mà anh cảm thấy rất là hối hận không? Được cái là không bao giờ mà anh động tay động chân. Ừ. Hoặc là khi mình cãi lộn thì mình có những cái lời nói mà nó phan từ miệng mình ra cho đã. Là anh hay vợ chồng mình đã thống nhất từ lúc đầu là có chuyện gì nóng tính cũng không bao giờ được xưng hô là mày với tao. Trước mặt con. Không phải trước mặt con hay là hai người cũng vậy luôn. Không bao giờ. Mà được có một cái là đến giờ là hai chồng anh là cứ là chồng hoặc là vợ thôi, chứ không có ông với tôi nữa. Mà khi mà cái đỉnh điểm mà nóng tính quá thì là mình đau cơ thể mình. Đập đồ rồi hả? Có đập đồ không? Anh không đập đồ, đập đồ mình phải mua lại. Ê, còn, là... còn sáng suốt. Còn là anh là quất vô tường không em? À, bum vậy đó. Mình á, chứ giờ mình để cho mình thỏ cái sức mình tức giận của mình. Nhưng mà bà thấy vậy bà im. Bà không càm ràm hoặc là không nói nữa. Tại đây chính là lúc mà là bố Công Danh sẽ nhắn gửi một vài lời đối với vợ con mình. Xin mời anh. À, thật sự trong cái chuỗi mà thời gian qua là đã 8 năm rồi. Không phải là giữa tình nghĩa vợ chồng nữa, mà chồng cảm thấy là rất là biết ơn vợ. Vì vợ là một người vợ là rất trách nhiệm trong mọi chuyện, chu đáo tất tần tật những việc trong gia đình và chăm sóc cho con mình cho đến ngày hôm nay được 6 tuổi rồi. Thì chồng chỉ mong 12 vợ chồng mình sẽ càng ngày càng hiểu hơn và sẽ càng hạnh phúc hơn. Chồng chỉ có một ước nguyện nho nhỏ, đó là mình sẽ mau chóng có tin vui để cho bé heo nhà mình có em. Ồ, chốt. Được anh ơi, được. Kỳ sao nhạy lắm. Phải không? Chốt là dính liền. Ừ.